Ok, hiện tại mình đang đi sự kiện của Divalex. Thì hôm nay họ nói là sẽ có một cái sự trải nghiệm mới ở tập 20. Thì các bạn cùng với mình đi theo vô coi trong cái trải nghiệm như thế nào nha. Thì đây là lần đầu tiên mà mình được tham gia một cái sự kiện Divalex, một cái sản phẩm đến từ Pháp khá là cao cấp. Ok, yeah. Nói chung là con này cũng nghiên cứu coi trước từ bữa tới giờ rồi, cũng không có, thế là cũng những cái công nghệ mới họ đưa ra thôi, ba cái quay và cái adaptive này, adaptive này như order play. Ok, con là không cần xúc, và thứ hai nữa là trên bản thân là hãng nó thiết kế không có phần xúc bao. Như vậy so với tầm giá này mà so với những cái con khác thì sao? Ví dụ như dòng cao nhất của hãng Bosch hoặc là dòng cao nhất của Vino. Hãng cũng xác định luôn là ngay từ đầu thì nó không cạnh tranh với các cái bộ hệ thống cinema mà sử dụng các cái kênh bao giờ như vậy. Nó chỉ hướng tới cái mức độ tiện lợi gọn gàng nhất thôi. Là bây giờ khách hàng mua một bộ này về là đã có thể thưởng thức được 5.1.2 của đồng bia môn rồi. Bởi vì thực ra thì nếu mà so thì cũng so được, bởi vì các bộ kia các kênh loa như vậy thì cái việc mà âm thanh 360 nó tốt hơn rất nhiều. Cũng không đúng. Ví dụ như Bose sau 3900 đời mới thì nó cũng kiểu giống vậy, hoặc là những cái dòng sau 3 khác thì nó cũng kiểu như thế. Nhưng mà bạn thì thấy là các cái sau 3 kia thì cái vải trầm không thể nào mà nó còn gần như ai được. Nghĩa là hãng nhấn mạnh là đây là một thiết bị tất cả trong một luôn. Nhưng mà với không gian này khoảng bao nhiêu mét vuông ta? Không gian đấy chắc cái phòng này khoảng 50 mét vuông. 50. Thôi 50 đúng không? Rồi 40. Ủa em không hiểu lắm nha. Tại vì hãng công bố là có tổng cộng là 17 loa. Đúng không? Có 17 cái tất cả. 17 cái nhưng mà ở trên là 2 mà họ báo là 1 đúng không? Đây nhá. 2 upfire này, 2 kênh upfire này. Một kênh surround này. Một kênh trước này, thế là 4 một bên đúng không? Có sau không? 2 bên. Không có sau. Hai bên đó là 8 rồi. Và một cái loa nữa là chúng ta loa trung tâm này. Không có phía sau. Lúc đầu tưởng có phía sau. Ok. Bởi vì là cái âm thanh định hướng mà thì mình không cần thiết là phải có cái phía sau. Nhiều khi dựng đứng lên thì sao? Dựng đứng lên thì nó sẽ thay đổi vị trí. Đứng lên nhá. Thì cái kênh mặt trước này nó trở thành kênh upline, kênh đánh trận. Còn hai cái loa này trở thành loa đánh trái phải. Trong cái loa này nó có một cái bộ gọi là cái gyroscope, cái con quay hồi chuyển ấy. Thì nó sẽ tự động nhận biết được là loa đang ở vị trí treo trên tường hay là trên bàn. Từ đấy nó sẽ đưa ra một cái sắp xếp các cái nhiệm vụ của từng củ loa nó theo cái vị trí đó.
thì hiện tại mình đang có tại sự kiện Dewlet. Năm nay ra mắt con Dewlet sau 3 Dion. Thì cái tên Dion nó lấy từ cảm hứng là, các bạn thấy cái chấm banh này không? Từ là một cái vệ tinh nhỏ của sao Hỏa. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem thử cái con Dewlet này nó có gì đặc trưng ha. Với cái khối lượng của chiếc lo là 12kg, cũng như là cái chiều dài của chiếc lo là 1m2, cái bề dày của nó là 7,7 cm, cũng như là cái bề rộng của nó sẽ là 16,5 cm, dẫn đến là cái lo này sẽ phù hợp cho những cái tivi bự trên 55 inch, thì sẽ phù hợp cho mọi người. Ok, thì chiếc lo này chúng ta sẽ có là hai cái lo strap 1, 2 nè, 4. À, bên đây cũng 4 là 8, và cái giữa đây là một cái loa trap, loa full range toàn giải. Thì tổng cộng là sẽ là 9 loa và 8 cái subwoofer ở phía chính giữa. Đó. Còn phía mặt trên này thì sẽ làm bằng nhựa nhám. Thì mình không biết là nó sẽ xài chung với lại cái của Phantom hay không. Không biết là nó có aluminum mát. Không biết có bằng nhôm hay bằng nhựa, mình không rõ, mình sẽ nghiên cứu thêm. Rồi, cái trái cầu này thì chúng ta cũng có thể xoay được. Thì theo như cái này, hồi nãy ngoài kia xoay không được, cái này xoay được nè. Thì cái này mình sẽ xoay như thế này. Đó. Xoay cái cầu này để cái loa khi mà chúng ta đặt lên tường hoặc là để trên bàn thì nó sẽ thay đổi. Đây, ha, tùy vào cái nhu cầu. Cái con cảm biến sẽ tự động chuyển theo khi mà chúng ta đặt lên tường hoặc là đặt lên bàn. Đó. Ơi, phía sau lo này thì chắc có thể là sẽ connect qua HDMI, optical cũng như là mạng LAN. Vậy thôi. Còn gì nữa không? Rồi những cái công nghệ kia thì mình đã đưa vào trong cái clip intro cho mọi người xem rồi đó. Rất là nhiều công nghệ, mà đáng chú ý nhất là cái việc mà hãng công bố là cái lo này nó có thể xuống được tới 21 Hz, rất là thấp, tạo được cái âm trầm tốt nha mọi người. Tạo âm trầm tốt trong cái việc mà tạo cái bass tốt hơn trong cái không gian khoảng tầm 30 cho đến 50 mét vuông, khá là ok. Ok, thì cái loa sau ba này nó sẽ không có remote kèm theo. Chúng ta có thể mua cái remote giống của con Dewlet Phantom, chúng ta điều khiển tăng giảm volume từ xa, nhưng mà khi mà sử dụng với HDMI ERC á, thì có thể chỉnh được trên cái remote đó luôn. Trong cái phân khúc loa mà all in one á, thì trên thị trường hiện tại thì mình thấy có Sonos Arc, ngoài ra có cả hàng Bose Soundbar 900 cũng mới vừa ra mắt luôn, hoặc là con B&O Soundstay, hoặc là con này nữa. Thì bốn con, thì trong khi đó là B&O là dòng phân khúc cao, còn Bose với lại hàng Sonos thì là dòng phân khúc thiên về công nghệ và giá nó sẽ rẻ hơn. Thì thằng Bose thì nó cũng giống tương tự giống thằng này, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn, nó dành cho những người mà có cái kích thước loa nó sẽ bé hơn, TV bé hơn ha mọi người, và nhẹ gọn hơn. Còn cái này thì khá là bự, dành cho những không gian lớn và sang trọng. Thì thật sự là một cái lo này thì chúng ta không cần súp mà nó đánh rất là ok luôn nha các bạn. Đó. Thì hãng cũng chia rất là rõ súp cái full range hai bên và một cái giữa trung tâm center, thì giống những cái lo sau ba hệ thống ha, center giữa khá là hay. Nó chỉ xoay vậy thôi. Đây. Cái này á thì nãy bên hãng nói là nó sẽ đây, qua đây, đây sáng nè. Nó sẽ đánh ha. Nó đánh giống như là con Phantom vậy đó, giống như là con Phantom con vậy các bạn. Nè, giống là Phantom con vậy đó, nó sẽ đánh ha. Rồi ok. Đó. Thì cái phần bề mặt này nó sẽ khá là, mình thấy là những người nào mà tay mồ hôi á thì khi đụng luôn ra sáng thì nó sẽ bám vân tay khá là nhiều. Nhưng mà cái đó thì đây, mình mới vừa đụng mấy cái là đã bám vân tay rồi. Nha. Thì ở đây nó sẽ không có chỉnh được EQ. Lo này sẽ không chỉnh được EQ nha mọi người. Thì lo này chỉ có là mod nào là cinema, music, rồi một cái space là không gian với một cái gì nữa đó mình không nhớ rồi. Có một cái nữa là voice, một cái nữa là voice. Thì voice thì theo mình sẽ thiên về lời, về tông của ca sĩ nhiều hơn. Thì theo như hãng sản xuất công bố thì con này nó công suất rơi khoảng, cái power của nó tầm khoảng 950W. Ok. Bên nhắc cái nữa thì cái loa Dewlet sau 3 này nó, cái cổ loa thì sẽ được làm hoàn toàn
cái kèn ở phía giữa các bạn, thì gọi là cái kèn cho đúng, thì sẽ được làm bằng aluminum, nên là cái việc mà theo năm tháng nó sẽ bị rè hay là bị xuống cấp thì sẽ không có nha. Nhưng mà mình không biết là cái aluminum vậy thì nó sẽ bị nhiễu từ hay không sau một thời gian sử dụng dài với công suất lớn như cái lo này, thì cái đó còn phải trải nghiệm mà cũng như sử dụng khoảng tầm một năm thì chúng ta mới biết được. Thì cái lo này thì nói chung là công nghệ thì các bạn cũng đã xem rất là nhiều ở trên kênh review rồi, trên tay rồi, thì nay mình có làm ở đây ha. Thấy là thứ nhất về thiết kế thì đối với mình thì nó cũng giống như bầu hoặc giống như những hãng khác thôi, nó chỉ đặc trưng thêm cái ở phía giữa này đó. Còn ngoài ra thì nhận xét của mình thì 9 trên 10. Nhưng mà về giá thì nếu mà xét về giá thì khá là cao. Phật nó sẽ tiếp cận với phân khúc cao cấp. Phải là cao chứ không phải là thấp và cận nữa, mà là cao cấp luôn á. Không biết là số tiền 70 triệu này khi mà chúng ta build một dàn loa với lại một cái con này thì cái nào sẽ có lợi hơn. Thì nó nói chung là cũng tùy vào cái nhu cầu. Các bạn thích nhỏ gọn, giá trị, thương hiệu, công nghệ thì chúng ta nên chọn cái lo này. Còn về cái chất lượng thì chắc chắn mấy cái dàn kia vẫn hơn. Ok. Đây là tín hiệu khai trường công. Ok, thì mình vừa mới từ trong cái sự kiện Duelist ra nha mọi người. Thì nói chung là sự kiện này cũng tóm gọn lại là ra mắt cái Duelist Dion Sao 3 mới nhất, Only One của hãng. Thì cái này chúng ta phải cần trên tay trải nghiệm nhiều thêm về những cái không gian khác nhau cũng như là về những cái bài hát khác nhau. Thì những cái công nghệ cũng như là về mọi thứ về cái lo thì bên mình đã giới thiệu với mọi người rồi. Ok, thì hôm nay mình xin kết thúc cái video của Vuhen tại đây, đi tham gia sự kiện. Cảm ơn mọi người đã xem video.